uống mỗi ngày một viên Night Happy để ngừa thai hiệu quả. Bạn uống hết 21 viên vàng trước khi uống 7 viên nâu và chỉ bắt đầu một vỉ mới khi đã uống hết vỉ thuốc cũ. Uống viên vàng thứ nhất vào ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt và không quên một viên nào trong vỉ thuốc. Bạn không cần phải dùng thêm bất kỳ một biện pháp tránh thai hỗ trợ nào khác. Night Happy, tránh thai hiệu quả, hạnh phúc gia đình. Sản phẩm bán tiếp thị xã hội. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.